cười cái mình cười, thiệt luôn. Sao dễ thương quá à. Con nghĩ là ở vòng này hai bố con sẽ trả lời được bao nhiêu câu hỏi? Nhà 100. Nhà 100. Nhà 100. Có 5 câu trả lời tới 100 câu lận ra. Nói chung là hiểu bố lắm phải không nè? Dạ con nghĩ là bố cũng rất hiểu con đúng không? Không biết bố làm sao ta. Hên xui quá. Hên xui à. Thôi bây giờ không cần biết hên hay xui, không cần biết được bao nhiêu câu. Mời anh về bố, em xin phép về bé. Rồi, đồng ý. Để xem có được 100 câu hay không nè. 100 luôn à, dữ quá trời. Và xin hỏi bé Tâm Đan và bố Tuấn Anh đã sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng. Yeah, cái này 2, 3. Yeah. Con yên tâm, cái này là bố vẽ, con chỉ đoán thôi. Và câu hỏi thứ ba cũng là câu hỏi hình dành cho bố Tuấn Anh và bé Tâm Đan. Đó là anh vẽ đi ạ. Đây là quả gì? À, quả gì? Loại trái cây. À, bố vẽ cũng giống á nha. Ở nhà cô Lan hỏi nha, nhà bố vẽ đẹp không? Dạ không. Vẽ xấu lắm. Nhưng mà bố vẽ cũng giống, con cố gắng con đoán đi nha. Bố với mẹ là ai sẽ vẽ đẹp hơn con? Dạ mẹ. Bình thường con thi mỹ thuật là mẹ hay hỗ trợ con. Thêm cũng được. Thêm được chứ đừng viết chữ. À, em thấy là bé bảo là bình thường bé thi mỹ thuật là mẹ sẽ hỗ trợ cho bé, còn bố không biết vẽ à. Bố giỏi môn gì con? Bố giỏi môn gì nhất? Dạ bố giỏi môn toán. Bố đã vẽ xong. Quả này khó đoán. Và xin mời bố chuẩn bị vô bảng. 3, 2, 1. Đây là quả gì? Quả gì đấy? Trái gì? À, con nhìn thấy ra giống trái gì nè? Con nhìn không giống trái gì hết trơn á chú. Có trái. Anh cứ để bé nói. À, dạ anh chỉ đưa hình thôi ạ. À. Dạ rồi. Trái cùng họ với bí nè. Cùng họ với bí là gì? Dạ trái hồ lô. Cái gì hồ lô? Dạ hồ lô. Còn một chữ đầu nữa. Còn một chữ đầu. Con đúng được 2 chữ sau, còn chữ đầu nữa nè. Cùng họ với lại mướp với lại bí. Dạ, đấy. Bào hồ lô. Đáp án cuối cùng của con là dạ, bào hồ lô. Dạ. Bí hồ lô dạ, hay bầu hồ lô nè? Dạ bầu hồ lô. Khẳng định cuối cùng của con đó là bầu hồ lô chú. Chính xác. Chúc mừng con. Trời ơi, thương bố ghê mà cũng giống ha, cũng giống ha. Trời ơi. Không, tính ra là cái trái này là bé biết, chẳng qua là bé không có nhớ lắm về cái tên thôi. Rồi, và với mà cái câu hỏi số 3 bố đúng thì mình đã có thêm 1 điểm nữa, nâng số điểm của mình lên là 2 điểm. Nãy giờ mới sai có 1 câu thôi nha. Rồi, tiếp tục sẽ là câu hỏi hình tiếp theo nè, sẵn sàng chứ ạ? Câu hình tiếp theo dành cho bố Tuấn Anh và bé Tâm Đan đó là con này là con gì? Con này khó đấy. Có bài hát luôn, có bài hát luôn. À, nó biết bật đấy, nó biết tí nữa. Bố muốn minh họa, bố muốn nhảy thử cho bé coi. À, biết bật. Nhưng mà bố vẽ chưa ra nè. Chưa ra rồi. Dạ, bố vẽ giống như cái bánh Doraemon nè. Tại vì cái hình này một cái hình khá đẹp nên làm cái giống là đẹp, tụi em lấy một cái hình rất là đẹp. 3, 2, 1, xin mời. Con muốn có làm động tác không? Con muốn có làm động tác cho coi không? Con gì mà nó? Rồi bố ra bố thử làm vài động tác nè. Bố ra bố làm. Đây là cái biết này nhá. Mình bố nè. Anh làm sao nè? Nó làm sao nè? Con. Trời ơi. Anh cầm. Kêu ọp nữa. Mà có cái bài hát á. Con có biết bài hát gì về con này không nè? Dạ kìa chú là chú ít con có hai mắt tròn. Chú ngồi học bài một mình trên hố sông kê phương quang. Hay quá thôi, được hay được rồi. Nhưng rất tiếc, có phải là con ếch hay không? Thấy bố cười à, con phải nhìn bố. Bố đáp án của con cuối cùng đó là con ếch chú. Chính xác. Con ếch người ta vầy, bố vẽ vầy nè. Một trời một vực nè. Thì đúng rồi, bé nói bình thường vẽ là mẹ thôi. Mà bố vẽ vậy là hôm nay con thấy là bố cũng có tài năng vẽ được tí xíu. Mặc dù không giống đúng không con? Mình đã có thêm 1 điểm nữa. Bây giờ câu hỏi cuối cùng nè. Nãy giờ là đang có được 3 điểm rồi. 3 điểm rồi. Bố câu 3 điểm rồi. Dạ, câu hỏi cuối cùng dành cho gia đình của bố Tuấn Anh và bé Tâm Đan đó là con này ở dưới biển nha. Dưới biển nha. Con này là con gì ở dưới biển? Xong rồi. Trời ơi, bố vẽ con rất nhanh. Con này ở dưới biển nha. 3, 2, 1. Con gì con? Dạ con sao biển. Câu này khó lắm á anh. Câu này rất là khó hả? Dạ con sao biển. Khó lắm. Con phải nghĩ ra một cái con gì nó ghê gớm hơn. Con đã thấy con này ở ngoài chưa? Dạ rồi. Con thấy ở đâu nè? Dạ con thấy dưới biển. Chứ bãi biển lên đi mà bãi cát là dưới biển. Đúng rồi. Dạ ở trên ở dưới nước. Ở dưới nước. À khó lắm á. Nó hình ngôi sao chắc chắn nó là sao biển. Và đáp án cuối cùng của con đó là dạ sao biển. Chúc mừng con. Yeah. Trời ơi hay quá mới vẽ ngay ngôi sao. Lúc đầu bé tính á con ngôi sao. Con ngôi sao. Nhưng mà hơi là bảo dưới biển cho nên là nó sao biển. Câu hỏi hình sẽ là một câu hỏi rất là khó. Xin mời. Ba vẽ cho đẹp lên nha ba. Ba vẽ đẹp lên nè. Con này là con gì? Thôi ơi bé nói nhà là bố vẽ đẹp lắm nha. Nha sĩ cũng là một họa sĩ. Dạ. Cũng là một nghệ sĩ. Thấm dạ. 3, 2, 1. Đây là con gì? Còn gì nói nữa. Bạch tuộc. Con không. Nhìn kỹ con, nhìn kỹ coi nè. Con nhìn giống con bạch tuộc lắm. Con mực. Không, con mực là nó sẽ ở thẳng và nó sẽ có mấy cái tua ở dưới. Bạch tuộc là đáp án chính xác. Chúc mừng con. Trời ơi. Bây giờ sẽ là bức hình tiếp theo cho bố Tài và bé Khải Doanh. Xin mời. Đây là trái gì? Trái gì? Trái. Một loại quả. Ngọt ngọt chua chua. Loại trái cây ngọt ngọt chua chua. Phải bóc vỏ ra mới ăn được. Có hột nữa nha. Ngọt ngọt chua chua, bóc cái vỏ ra mới ăn được. Bố đã xong. 3, 2, 1. Xin mời. Nho hả? Không, trái này không phải là trái nho. Nhưng mà hồi nãy em hỏi bé thì có vẻ là bé chưa được ăn trái này không? Rồi. Phải không ạ? Bố bé chưa được ăn trái này đúng không ạ? Bố phải mua rồi. Hay trái là bé ăn không nhớ? Có mua ở nhà rồi, bà ngoại bé không rất thích ăn. Bà ngoại rất thích ăn nhưng bé chưa ăn bao giờ đúng không ạ? Bà ngoại rất thì thích ăn. Không thích ăn. À, không thích ăn, nhiều vitamin lắm con mà rất ngon mà mắc tiền nữa. Trái này là nếu mình lột cái vỏ ra nó sẽ có mũ ở trong đúng cái vỏ đúng không nè? Nó ngọt thơm lắm. Đúng rồi. Bà ngoại rất thích ăn. Bà ngoại thích ăn món gì nè, hay ăn trái gì nè? Bần bon. Và đáp án cuối cùng, cái tay bớt dơ lên giùm em. Đáp án cuối cùng của con đó là bần bon. Chúc mừng con. Đây là trái bòn bon, trái này ăn rất là ngon và nó cũng rất là tốt cho sức khỏe nữa. Cho nên hy vọng là sau này bố sẽ mua cho bé ăn nhiều hơn ạ. Dạ. Mà hơi mắc. Hơi mắc. Cái đó để bố lo con. Bố hay biếu bà mà bố mua cho bà ngoại biếu với bà mà bà thích ăn món này. Bây giờ còn một câu nữa đúng không ạ? Đúng rồi. Nếu như câu này mà đúng thì Khải Doanh sẽ vời một món quà từ bố được không ạ? Được này. Còn với đáp án đúng rồi thì bố Tài và bé Khải Doanh đã có thêm 1 điểm nâng tổng số điểm lên là 4 điểm. Bây giờ sẽ cố gắng là cái này là 1, 2, 3. Yeah. Và câu hỏi cuối cùng về hình dành cho bố Tài và bé Khải Doanh đó là con này hơi căng nha. Đây là con gì? Con ở dưới biển luôn, ở dưới biển luôn. Ở dưới biển. Dưới biển hả? À con biết được bao nhiêu con vật dưới biển nè? Cá, tôm, sò. Cá, tôm, sò. Cua. Cua. Ốc. Ốc. Tại vì kể như cái lẩu hải sản luôn á cô, kể như cái lẩu hải sản. Tôm. Đấy. Để coi bố vẽ cái ra giống không nha. Cá mập nữa kìa. Có cá mập nữa. Con này làm thuốc được rất tốt. Làm thuốc hả? Làm thuốc nha. Rồi ba Tài đã xong rồi, bố Tài đã xong rồi. 3, 2, 1. Xin mời. Cá ngựa. Không. Cá ngựa. Không. Cái câu này khó lắm luôn á, làm không được. Không, con cá này là cá ngựa, con không thể nào mà nhận lẫn được chú ơi. Chú cái còn không phải con cá ngựa, con phải con khác. Không, con sẽ không đợi đáp án ngoài con cá ngựa. Chính xác, chúc mừng con. Trời ơi, lắc chưa nè. Wow, và bây giờ sau 5 câu hỏi thì bố Thánh Tài và bé Khải Doanh đã xuất sắc hoàn thành được 5 câu và ghi cho mình được 5 điểm. Và bây giờ phần tiếp theo của chúng ta đó là phần vòi quà đến từ bé Khải Doanh. Khải Doanh ơi, con sẽ có được một điều ước và điều ước đó của con sẽ được thành hiện thực sau chương trình này. Và người thực hiện điều ước đó cho con chính là bố của con. Con ước có một con gấu bông, con rất là thích gấu bông, nhà con nhiều lắm nhưng mà có một con này con chưa có. Đó là con gì nè? Dạ con, cô có biết con Pikachu không? Rồi cô Lan biết luôn. Con Pikachu này rất là thỏng lồ nè, nó bự bằng con luôn. Đó, bố hãy mua một con gấu bông Pikachu khổng lồ. Biết nói không con, có đèn chớp tắt hay gì không? Không, gấu bông để ôm. Gấu bông mà chú. Gấu bông để ôm ngủ. Đó. Bố Tài ơi, sao bố Tài cái này tìm một đầy ăn nè. Bố ơi, bố mua cho con đi. Thì tốt là bố sẽ mua. Quay chương trình này xong làm liền trong hôm nay luôn. Đó, tuyệt vời.